Đầu tháng 10 năm 1974, Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã thu thập được rất nhiều tin tức tình báo tổng hợp về hoạt động của địch quân tại miền Đông Nam Phần. Nhiều thông tin và tài liệu cho thấy chúng đang chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Phước Long. Theo tài liệu của phòng 3 Bộ Tổng tham mưu, diễn tiến trận chiến được ghi nhận là như sau. Vào ngày 13 tháng 12 năm 1974, địch quân mở trận tấn công vào quận lỵ Đông Luân, nhưng bị tiểu đoàn địa phương quân với sự yểm trợ của không quân đã đánh bật chúng ra khỏi trận địa. Qua đêm hôm sau, ngày 14 tháng 12 năm 1974, cộng quân tiếp tục mở trận đánh chớp nhoáng tương tự vào quân lỵ Đức Phong và Bộ Đức. Vì lực lượng yểm trợ không tiếp cứu kịp cho đơn vị trú phong, nên cả hai vị trí này đều nhanh chóng bị địch quân tràn ngập. Đến đêm kế tiếp, ngày 15 tháng 12, một trung đội pháo binh chiến địa của tiểu khu bị địch quân tấn công và hai pháo đội 105 ly bị mất vào tay cộng quân. Từ ngày 17 tháng 12 năm 1974 đến cuối tháng, quân địch gia tăng áp lực quanh tỉnh lỵ này. Cộng quân pháo kích liên tục vào phi trường, gây khó khăn cho việc tiếp tế bằng không vận. Đêm ngày 30 tháng 12, địch quân huy động sư đoàn 7 chính quy và sư đoàn 3 Tân Lộc thuộc Bộ Chỉ huy miền, một trung đoàn thiết giáp và một trung đoàn pháo binh tấn công vào Phước Bình. Chúng tiến sát đến hàng rào phòng thủ của các đơn vị Việt Nam Cộng hòa. Trận đánh kéo dài suốt đêm và qua chiều hôm sau mới tạm lắng xuống. Khi bị địch tấn công bằng chiến thuật biển người, quân trú phong gồm một tiểu đoàn bộ binh và lực lượng địa phương quân của chi khu Phước Bình đã phải rút lui để lập phòng tuyến mới quanh phi trường. Tiếp sau đó là trận tấn công của cộng quân vào tỉnh lỵ Phước Long, được bắt đầu vào 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1975, khi một thành phần địch có xe tăng yểm trợ tiến vào phía nam tỉnh lỵ. Nhưng khi đến gần chân đồi thì bị khựng lại trước sự chống trả mạnh liệt của quân trú phong. Cùng vào thời gian này, chúng đã bao vây khu vực núi Bà Rã. Bất chấp các đợt không pháo và xạ kích của không quân Việt Nam Cộng hòa vẫn chặn tối đa. Sau khi chiếm được núi Bà Rã, địch quân cho thiết lập ngay đài quan sát pháo binh và sử dụng pháo 130 ly bắn ngay vào trung tâm tỉnh lỵ. 8 khẩu pháo 105 ly và 4 khẩu 155 ly đặt trong tiểu khu Phước Bình bị trúng đạn địch. Trong suốt ngày 2 tháng 1 năm 1975, dù phải chiến đấu trong tình trạng bất cân xứng về quân số, lực lượng trú phong Việt Nam Cộng hòa cũng đã chiến đấu anh dũng kiên cường và đã gây tổn thất nặng cho địch quân. Đến 18 giờ cùng ngày, thì trạm liên lạc đặt trên đỉnh núi Bà Rã bị địch chiếm, do đó sự liên lạc viễn thông với thị xã đã gần như bị mất hẳn. Cũng trong ngày 2 tháng 1 năm 1975, một cuộc họp khẩn do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chủ tọa được tổ chức tại Chinh Độc Lập. Theo lời kể của đại tướng Cao Văn Viên ghi lại trong hồi ký, thì thành phần tham dự cuộc họp gồm có Phó Tổng thống Trần Văn Hương, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên, Trung tướng Đặng Văn Quang, Phụ tá quân sự Tổng thống, Trung tướng Trần Văn Minh, Tư lệnh Không quân, Trung tướng Đặng Quang Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu và cuối cùng là Trung tướng Chu Quốc Đổng. Đề tài được nêu ra trong cuộc họp này là có nên tăng cường lực lượng để giữ Phước Long hay không. Nếu phải tiếp cứu Phước Long thì phải điều động thêm bao nhiêu quân và phải yểm trợ như thế nào? Đại tướng Cao Văn Viên kể lại rằng tại cuộc họp trên, với chức danh là Tư lệnh Quân đoàn 3 quân khu 3, Trung tướng Du Quốc Đổng nhận định rằng Quân đoàn 3 cần ít nhất một sư đoàn bộ binh hay một sư đoàn nhảy dù để giải vây cho Phước Long. Kế hoạch của tướng Đổng là mở cuộc hành quân tiếp cứu bằng trực thăng vận để đưa sư đoàn tiếp ứng này vào tỉnh lỵ Phước Long từ hướng Tây và phải được sự yểm trợ tối đa bằng không quân chiến thuật cùng tiếp vận đạn dược đầy đủ. Sau đó Trung tướng Du Quốc Đổng xin với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho phép ông được từ chức vì ông cho rằng ông không có khả năng để thay đổi tình hình tại quân khu 3 sau 3 tháng giữ chức vụ này. Sau lời trình bày của tướng Du Quốc Đổng tư lệnh quân đoàn 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bác bỏ lời xin từ chức này của ông và lo lắng hơn nữa về kế hoạch tăng cường lực lượng để giữ Phước Long. Kế hoạch này được xem xét rất kỳ lưỡng nhưng cuối cùng bị bãi bỏ vì Bộ Tổng tham mưu không còn đơn vị tổng trụ bị trong tay. Cuối cùng việc giải vây cho Phước Long được Bộ Tổng tham mưu giao cho Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 trực tiếp đảm trách với lực lượng và khả năng sẵn có. Cùng lúc đó, quân đoàn 3 được tăng cường liên đoàn 81 biệt cách dù với nhiệm vụ là lực lượng xung kích cho quân đoàn 3. Trong khi Trung tướng Du Quốc Đổng và Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 tiến hành kế hoạch hành quân giải cứu Phước Long, thì tại tỉnh lỵ này, vào ngày 3 tháng 1 năm 1975, địch quân tăng cường áp lực mạnh quanh vòng đai phòng thủ phía nam, khiến cho tuyến phòng ngự của Việt Nam Cộng hòa tại Phước Long bị thu hẹp, chỉ còn khu vực chợ, khu hành chánh tỉnh và phi trường L-19. Tất cả các đại bác của quân trú phòng đều bị hư hại, không còn tản xạ được, do hơn 2.000 trại pháo của địch đã rót vào khu tòa hành chánh và bộ chỉ huy tiểu khu.
hơn 20 tấn đạn dược được tiếp tế thả dù ngay phía bắc tiểu khu. Nhưng vì địch pháo kích liên tục, nên việc thu hồi số đạn tiếp tế này gặp vô vàn khó khăn. Đến ngày 4 tháng 1 năm 1975, địch quân gia tăng các đợt pháo kích vào bộ chỉ huy tiểu khu. Trung tá tiểu khu phó bị tử thương ngay tại chỗ. Trung tá chi khu trưởng Phước Bình bị thương nặng. Cùng lúc đó, xe tăng của địch xuất hiện từ hai hướng Tây và Nam của thị xã. Liên lạc giữa bộ chỉ huy tiểu khu và quân đoàn 3 bị đứt quãng nhiều lần. Và sau khi trung tâm hành quân bị phá hủy, thì hệ thống liên lạc Viễn Liên chỉ còn một tần số vô tuyến. Ngày 5 tháng 1 năm 1975, vào lúc 8 giờ sáng, không quân Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện 60 phi vụ chiến thuật, yểm trợ cho kế hoạch hình thành một bãi đáp trực thăng tại phía đông tỉnh Lỵ, để liên đoàn 81 bị kích dù đổ quân tiếp ứng. Đến 9 giờ sáng ngày 5 tháng 1, một đại đội bị kích dù đầu tiên đã đổ quân an toàn. Ngay sau khi đổ bộ xong, lực lượng tiếp ứng và tiểu khu bắt đầu liên lạc với nhau. Đến 11 giờ, phi cơ chuẩn bị cho cuộc đổ quân thứ hai và bộ chỉ huy dự trù sẽ trực trăng vận xuống phía bắc khu hành chánh tỉnh. Khi cuộc đổ quân hoàn tất vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, hơn 250 quân sĩ bị kích dù bị lọt vào phục kích của pháo binh cộng quân. Rất may là chỉ có khoảng 2 tiểu đội bị tổn thất. Nhiều trực trăng vận bị trúng đạn, nhưng phi hành đoàn đã cố gắng thoát ra khỏi vùng hỏa lực phòng không của địch. Tuy nhiên vì cộng quân pháo kích quá dữ dội nên không quân không thể tẩy thương được như dự trù trước đó. Trong thế cài răng được, xe tăng địch đã phá vỡ nhiều vị trí phòng ngự của địa phương quân tại kho tiếp vận và từ đó tấn công vào thị xã. Đất công địch tùng tiến liền trở lui, đất chứng ngại vật để cản bước tiến của biệt cách dù, trong khi diễn ra của chúng vẫn tiếp tục tiến về dinh tỉnh trưởng. Lúc bấy giờ, Bộ Chỉ huy Hành quân Tiểu khu và Bộ Chỉ huy Đơn vị Tân viện Việt Nam Cộng Hòa cũng vừa đến. Ngay lập tức cộng quân đã bị đẩy lùi khi các chiến binh bị cách dù bắt đầu phản công để tái chiếm lại từng vị trí một, đặc biệt là kho tiếp vận. Mặc dù các chiến binh bị cách dù đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, nhưng do áp lực quá nặng nề của cộng quân, nên đơn vị này đã không chiếm lại được các vị trí trọng yếu như dự tính. Khi ấy bị cách dù cũng đã bị thiệt hại gần nửa quân số. Trận chiến trở nên kịch liệt hơn khi chiến xa địch kéo đến tăng cường. Chiến binh biệt cách dù sử dụng loại vũ khí phóng hỏa tiễn M72 và đại bác không dược để bắn trả. Đến cuối ngày hôm đó, Bộ Chỉ huy biệt cách dù báo cáo cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 về tình hình trận chiến. Tình hình khi ấy đã vô cùng nguy kịch, không giống như những gì tiểu khu đã báo cáo trước đó. Tuyến phòng thủ của địa phương quân bị vỡ khi chiến xa địch kéo đến. Thế vậy, sĩ quan chỉ huy biệt cách dù quyết định lập hàng rào quanh dinh tỉnh trưởng và tòa hành chánh. Trước đêm đó, hơn 1.000 trái đại bác của địch đã đốt vào khu vực này và khu vực chợ. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 1, bộ binh cộng quân của xe tăng yểm trợ lại mở trận tấn công kế tiếp, cuộc giao tranh kéo dài suốt ngày đêm. Đến 23 giờ cùng ngày, hệ thống liên lạc với bộ chỉ huy tiểu khu bị mất, nhưng biệt cách dù vẫn còn chịu vị trí. Đến 12 giờ đêm, lực lượng biệt cách dù lặng lẽ phân tán mỏng ra khỏi thị xã. Sau khi Phước Long thất thủ, Trung tướng Du Quốc Đống xin từ chức và được Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu chấp thuận. Tổng thống đã cử Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Chỉ huy trưởng binh chủng thiết giáp quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu tư lệnh quân đoàn 2 quân khu 2 từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 10 năm 1974, thay thế tướng Du Quốc Đống trong chức vụ tư lệnh quân đoàn 3 quân khu 3. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh và ấn vào chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.